Môi trường an cư có cây cối xanh mát bao bọc xung quanh mà vẫn không tách biệt khỏi lối sống đô thị hiện đại đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cư dân thế hệ mới. Do đó, các khu đô thị xanh đang ngày càng thu hút khách hàng bởi vừa đáp ứng được chất lượng môi trường sống, vừa đảm bảo được sức khỏe cư dân. Nhiều người vẫn lầm tưởng đô thị xanh chỉ là khu đô thị có nhiều cây xanh. Thế nhưng thực tế, để đạt chuẩn đô thị xanh thời đại mới thì các khu đô thị này cần đáp ứng thêm nhiều yếu tố xanh khác biệt. Trong đó có thể kể đến tiêu chí mật độ cây xanh cao so với diện tích xây dựng, môi trường xanh, giao thông xanh và cộng đồng xanh. Môi trường xanh nghĩa là khu đô thị phải sở hữu nhiều khu vực sinh hoạt công cộng, chăm sóc toàn diện tinh thần và sức khỏe cư dân với hệ thống công viên rộng lớn, diện tích mặt nước được đảm bảo. Giao thông xanh là khi việc di chuyển trong và ngoài đô thị luôn chú trọng nâng cao tỷ lệ giao thông công cộng, sử dụng phương tiện giao thông không thải khí độc, thân thiện với môi trường. Cộng đồng xanh là mật độ dân cư tri thức văn minh cùng lối sống xanh, tích cực bảo vệ môi trường. Khu đô thị xanh Vinhome Grand Park tại thành phố Thủ Đức được xem là mô hình kiểu mẫu hiện nay. Yếu tố về môi trường sống quyết định rất là nhiều đến sức khỏe của mỗi người chúng ta. Thế nên đô thị xanh trở thành xu hướng trong thời đại mới là điều hiển nhiên. Với những giá trị đáp ứng nhu cầu không gian sống xanh, sống khỏe và an toàn, đại đô thị Vinhome Grand Park được xem là biểu tượng xanh mở đầu cho xu hướng phát triển đô thị xanh tại khu vực phía Nam.